mùa xuân có em như chưa bao giờ. Vào cơn gió đang khẽ đông đưa lại từng nhánh hoa rơi, em đã bước đến như em đã từng chạy trốn với nhau trên cánh đồng xa. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều muộn màng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em người đến nhìn anh mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân tình. Giống như tôi một mình sẽ bước đi trên con đường anh đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em. Chào em cô gái tháng tư của tôi. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong mãi để mình nói ra những câu chân tình. Cô gái tôi thường ngày hóa theo mây gió để lại tháng tư để lại tháng tư. Là lời nói dối của em. Đối với Duy thì Duy đã từng vượt qua vòng nguy hiểm rất là nhiều lần rồi. Thì cũng không hại phải thể nói là Duy đã quen với cảm giác ở vòng nguy hiểm rồi không. Bởi vì luôn luôn hồi hộp và căng thẳng. Nhưng mà cũng chính nhờ đó mà Duy chỉ nghĩ được một điều đơn giản nhất là mình phải làm hết sức mình. Mình phải luôn thử sức, luôn tìm tòi và luôn thách thức giới hạn của bản thân. Đứng trong một cuộc thi thì không thể nào mà mình cứ nguy hiểm như vậy hoài được. Thì cho nên là đây là một con dao hai lưỡi. Và khi mà Duy quyết định mạo hiểm bất cứ điều gì trên sân khấu thì Duy chấp nhận là rủi ro 50-50 và Duy chấp nhận chuyện mình có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Nếu như không vượt qua vòng thi này thì mình vẫn còn rất nhiều may mắn và cơ hội khác đang chờ đợi mình phía trước. Một lần may mắn qua đi không có nghĩa là mình không còn may mắn, đúng không nào? Cố lên!